Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 38. Bàng Tiểu Duyệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy thật muốn khóc thét, Dương Thanh, anh không cần để ý tới chúng tôi đâu, mau chạy đi. Theo cô ta thấy, rõ ràng bọn họ không có hy vọng bình an vô sự rời khỏi đây. Nếu đã vậy, vì sao phải liên lụy Dương Thanh? Cô ta thà chết trong sạch chứ không thể để đám khốn kia làm nhục được. Chu Hân và Nhiếp Dai Dai căng thẳng, bất giác trốn ra sau lưng Dương Thanh. Trương Nhụy cười lạnh nói với vẻ độc ác, đồ không biết sống chết, dám đắc tội anh Quang thì anh chỉ có một con đường chết thôi. Dương Thanh lại đứng yên tại chỗ, nếu đã có người muốn ăn đòn, tất nhiên anh sẽ giúp đỡ. Thằng nhóc, chết cho tao. Một người đàn ông vạm vỡ vùng nắm đấm đánh về phía mặt của Dương Thanh. Anh vẫn đứng im, chỉ có ánh mắt vô cùng khinh thường. Bốp! Nhìn thấy nắm đấm của đối phương sắp đánh xuống, Dương Thanh đột nhiên giơ tay chộp lấy cổ tay của người đàn ông vạm vỡ và lạnh lùng nói, tao đã định tha cho chúng mày, sao chúng mày còn muốn chết hả? Anh vừa dứt lời thì đột nhiên dùng sức, mọi người chỉ nghe được rắc một tiếng. Sau đó đã thấy cánh tay của người đàn ông vạm vỡ kia bị bẻ cong 90 độ. Bịch. Đối phương đau tới mức mất cảm giác. Dương Thanh đạp một phát, gã đầu con bị đạp bay ra chẳng khác nào quả bóng cao su. Cùng lúc đó, Dương Thanh lại di chuyển. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt hoa lên, còn chưa kịp phản ứng thì tất cả đám đầu con kia đã bay ngược ra ngoài. Sau khi mỗi người rơi xuống đất, đều lập tức hôn mê. Giờ phút này, bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Hai anh em Thái Văn và Thái Quang trợn tròn mắt nhìn. Mấy gã đầu con này chính là cao thủ của nhà họ Thái. Không ngờ bọn họ không chịu nổi một đòn, thậm chí còn chẳng biết mình bị Dương Thanh đánh bay ra ngoài thế nào. Tiêu Đại Vĩ, Thạch Giang và Lương vẫn còn đứng ở cửa chưa rời đi, giờ cũng hoàn toàn sốc. Trương Nhụy càng hoảng sợ hơn. Cô ta run rẩy khi thấy 5-6 gã đô con vừa ngã xuống đất đã gần như lập tức hôn mê. Mà ba cô gái Bàng Tiểu Duyệt, Chu Hân và Nhiếp Dai Dai trốn sau lưng Dương Thanh cũng kinh ngạc đến ngây người, nhưng ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Bàng Tiểu Duyệt nhìn bóng lưng rộng rãi chắn trước mặt mình, trong lòng cảm thấy vô cùng an toàn. Cô ta đột nhiên có cảm giác, chỉ cần Dương Thanh ở đây thì không ai có thể bắt nạt mình nữa. Mày! Không ngờ mày dám ra tay. Thái Quang run rẩy nói. Ánh mắt Thái Văn có vẻ nghiêm trọng. Ở trong nhà họ Thái, địa vị của hắn ta cao hơn Thái Quang rất nhiều, cũng tiếp xúc với nhiều tầng lớp cao hơn, rộng hơn. Bản lĩnh của Dương Thanh làm hắn ta cảm giác được một nguy cơ mãnh liệt. Rốt cuộc mày là ai? Thái Văn bỗng hỏi. Dương Thanh thản nhiên nói, tao là ai thì liên quan gì đến chuyện bây giờ? Thái Văn nhíu mày, cho dù Dương Thanh dễ dàng đánh bại các cao thủ nhà họ Thái nhưng hắn ta cũng chỉ lo lắng đụng phải người không nên đụng thôi. Chỉ cần Dương Thanh không phải người của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, vậy không tính là rắc rối đối với hắn ta. Vừa rồi, dường như hắn ta có nghe đám người Thạch Giang gọi tên Dương Thanh. Trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô không có gia tộc nào họ Dương. Anh Văn, bọn em không quen biết với thằng nhóc này. Anh tuyệt đối đừng trách tội bọn em nhé. Đúng vậy, bọn em chỉ dẫn bạn gái mình đi ăn cơm, vừa rồi là lần đầu tiên biết anh ta. Anh ta không thân với bọn em, trái lại còn có mâu thuẫn rất lớn. Nếu không phải anh Văn tới, bọn em còn tính tẩn anh ta một trận nữa đấy. Đám người Lương Vân thấy thế thì lần lượt lên tiếng, cố gắng phủi sạch quan hệ giữa mình và Dương Thanh. Theo bọn họ thấy, Dương Thanh đánh người nhà họ Thái chính là đang tự lao đầu vào chỗ chết. Bọn họ sợ mình bị Dương Thanh liên lụy, còn kéo theo cả gia tộc của mình cũng bị liên lụy. Dương Thanh liếc nhìn mấy người với vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, bọn mày chỉ là một bầy chó mà thôi. Cho dù bọn mày có muốn móc nối quan hệ với tao cũng chẳng có cơ hội. Dương Thanh, mày cứ ở đó mà vênh váo đi. Mày đắc tội người của anh Văn, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ đâu. Lương Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu Dương Thanh đã chủ động phủi sạch quan hệ với bọn họ, tất nhiên gã không ngại dẫm lên Dương Thanh một phát. Thạch Giang cũng cười lạnh nói, Dương Thanh, e là mày còn chưa biết anh Văn là ai nhỉ? Tao cho mày biết,
90% các tụ điểm ăn chơi ở Yến Đô đều do nhà họ Thái quản lý. Cho dù là 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ. Nhà họ Thái rõ ràng chỉ có gần 50% các tụ điểm ăn chơi ở Yến Đô, nhưng tới miệng Thạch Giang lại biến thành 90%. Không phải ai cũng có thể đạt tới trình độ nịnh bợ như vậy đâu. Tiêu Đại Vĩ cũng không muốn bỏ qua cơ hội phủi sạch quan hệ với Dương Thanh, vội vàng tiếp lời, anh Văn chính là thái tử nhà họ Thái, sau này đứng đầu nhà họ Thái. Tao khuyên mày vẫn nên ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha, không chừng anh Văn còn có thể tha mạng cho mày. Dương Thanh hờ hững liếc qua mấy người rồi thu ánh mắt lại. Mình tranh luận với mấy con chó này, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Thằng nhóc, bây giờ biết mày biết tao là ai rồi chứ? Thái Văn rất hưởng thụ khi được đám người Thạch Giang nịnh nọt, híp mắt nhìn Dương Thanh nói, nể tình bạn gái mày xinh đẹp, tao sẽ cho mày một cơ hội rời khỏi đây. Cút ngay thì tao còn có thể không so đo với mày. Lắm lời. Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Duyệt, bây giờ cô muốn làm gì nhất? Dương Thanh đột nhiên hỏi bàng Tiểu Duyệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô ta thoáng ngây người, không rõ tại sao đã đến lúc này mà Dương Thanh còn hỏi mình muốn làm gì. Cứ yên tâm nói ra, Dương Thanh mỉm cười nói. Bàng Tiểu Duyệt nhìn Dương Thanh cười ôn hòa, lại chẳng thấy lo âu nữa. Cô ta liếc nhìn Thái Quang rồi nói, tôi muốn tát anh ta một cái. Bốp! Bàng Tiểu Duyệt vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng tát vang lên, còn kèm theo một bóng người bay ngược ra ngoài. Dương Thanh vừa rồi vẫn đứng bên cạnh Bàng Tiểu Duyệt, lúc này đã xuất hiện ở vị trí Thái Quang vừa đứng. Còn anh ta đã bị anh tát cho bay ra ngoài. Nhất thời, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng biết cái tát này của Dương Thanh mạnh đến cỡ nào mà có thể khiến hai cái răng cửa của Thái Quang bay ra ngoài. Á! Thái Quang chảy máu miệng, đau đến mức kêu to, anh, em muốn nó chết, em muốn nó chết. Anh ta nói chẳng rõ lời, hiển nhiên là bị lọt gió vì rụng mất hai cái răng cửa. Lúc này Thái Văn mới lấy lại tinh thần, tức giận, Dương Thanh, mày dám đánh em trai tao. Mẹ kiếp, mày phải chết. Hắn ta vừa dứt lời thì lập tức rút ra một khẩu súng lục. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu của Dương Thanh. Bàng Tiểu Duyệt thấy Thái Văn rút súng ra thì hoảng loạn, sợ tới suýt khóc. Nhiếp Dai Dai và Chu Hân cũng căng thẳng, không biết phải làm sao. Trương Nhụy liên tục cười lạnh, khốn kiếp, anh dám đánh anh Quang thì chính là chán sống. Dù anh có giỏi đánh đấm đến đâu cũng làm được gì. Anh Văn đang có súng. Chẳng phải bây giờ anh vẫn phải đứng yên chịu đòn sao? Mấy người Lương Vân cũng vui vẻ xem kịch, bọn họ chướng mắt Dương Thanh từ lâu. Bây giờ Dương Thanh càng làm loạn, càng có thể chuyển rời cơn giận của Thái Văn với bọn họ sang người Dương Thanh, tốt nhất là giết luôn Dương Thanh đi. Dương Thanh không hề sợ hãi, chỉ nhíu mày và lạnh lùng nói, tao khuyên mày nên bỏ thanh sắt vụn đó xuống. Nếu nó có thể giết được tao, tao đã chết ngàn vạn lần rồi. Dương Thanh đã rất lâu rồi không có ý định giết người. Lúc này, bị người ta dùng súng chĩa vào đầu, ý định giết người lại mơ hồ hiện ra trong đầu anh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói bất mãn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy một người thanh niên dẫn theo mấy gã đàn ông vạm vỡ đi đến. Anh Hào, anh tới thật đúng lúc, ở đây có một thằng không có mắt đánh người của tôi thì thôi. Không ngờ còn dám đánh cả em trai tôi. Thái Văn nhìn thấy người vừa tới, giọng điệu và thái độ thay đổi hẳn. Mẹ kiếp, chẳng biết là thằng chó ở đâu ra, không ngờ cũng dám động tới người của anh Văn. Bốp! Người thanh niên còn chưa nói hết đã dừng lại, bởi vì anh ta vừa nhìn thấy gương mặt Dương Thanh, lập tức cố nuốt những lời định nói xuống. Chính là thằng chó này, anh Hào. Em trai tôi bị người ta đánh ở trên địa bàn của anh. Anh xử lý chuyện này cho tôi được chứ? Thái Văn nói với người thanh niên. Hắn ta không ngại giết Dương Thanh ở đây, nhưng hắn ta có cảm giác anh đặc biệt nguy hiểm, cũng lo mình giết Dương Thanh sẽ gây ra rắc rối lớn. Nhưng nếu có thể mượn dao giết người, vậy hắn ta sẽ không ngại. Bốp! Đột nhiên tiếng bạt tai vang lên giòn giã. Người thanh niên vừa đến đã tát thẳng vào mặt Thái Văn.
ai nấy đều bối rối. Thái Văn cũng sốc, thậm chí vẫn chưa hoàn hồn, ngây người hỏi, Trần Anh Hào, mẹ kiếp anh đánh tôi làm gì? Bốp! Đối phương lại tát vào mặt Thái Văn và giận dữ hét lên, tao đánh mày đấy. Mẹ kiếp, mày còn dám đắc tội với cậu Thanh à? Mày muốn chết sao? Trần Anh Hào vừa dứt lời, mấy gã đàn ông vạm vỡ phía sau anh ta đều bước tới, lập tức bao vây lấy Thái Văn. Đánh cho tôi, mạnh tay vào. Trần Anh Hào vừa ra lệnh, một đám đàn ông vạm vỡ lập tức tay đấm, chân đá Thái Văn. Cậu Thanh, cậu tới tiệm ăn họ Trần, sao không nói trước với tôi một tiếng? Nếu biết cậu ở đây, chắc chắn tôi đã tự mình đến mời rượu cậu rồi. Trần Anh Hào run rẩy nói, thái độ vô cùng nịnh nọt. Anh ta đứng ở trước mặt Dương Thanh cung kính chẳng khác nào một con chó Nhật. Lúc này, đám người Bàng Tiểu Duyệt đều kinh ngạc đến ngây người. Thái Văn nhân vật lớn trong mắt bọn họ đang bị vây đánh. Nguyên nhân của chuyện này đều là vì Dương Thanh. Dương Thanh cũng rất bất ngờ khi gặp Trần Anh Hào ở đây. Đây là sản nghiệp của nhà họ Trần à, Dương Thanh hỏi. Trần Anh Hào không dám thở ơ, vội gật đầu, thưa cậu Thanh, tiệm ăn họ Trần có ở khắp chín châu vực ạ. Với quy mô của tiệm ăn họ Trần, chắc chắn đây là khách sạn 5 sao, nhà họ Trần đang định mở rộng việc làm ăn đây mà. Dương Thanh biết rõ, Thiên Phủ thành thị trường đồ cổ lớn nhất Yến Đô cũng là sản nghiệp của nhà họ Trần. Dương Thanh gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Trần Anh Hào có vẻ thấp thỏm khi ở trước mặt Dương Thanh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cảnh tượng này khiến đám Bàng Tiểu Duyệt sững sờ. Mẹ nó chứ, Trần Anh Hào, mày cũng dám động vào ông đây, to gan thật đấy. Cứ chờ đến lúc sản nghiệp nhà họ Trần bị xóa sổ khỏi Yến Đô đi. Thái Văn vừa bị đánh tơi bời nghiến răng nghiến lợi. Nghe thấy thế, Trần Anh Hào bỗng hơi lo lắng. Nếu là ngày thường, chắc chắn anh ta sẽ nhún nhường trước Thái Văn, nhưng hôm nay lại khác, Thái Văn đã đắc tội với Dương Thanh. Những việc mà Dương Thanh làm ở nhà họ Trần năm đó đã in hằn trong đầu anh ta, nếu phải chọn giữa Thái Văn và Dương Thanh, anh ta chỉ có thể chọn Dương Thanh. Hơn nữa, nhà họ Trần có được ngày hôm nay cũng nhờ vào thế lực của Dương Thanh cả. Ông nội anh ta Trần Hưng Hải từng cảnh cáo tất cả dòng chính của nhà họ Trần, cho dù ông trời và Dương Thanh đối đầu, họ cũng phải theo phe Dương Thanh một cách vô điều kiện. Thái Văn, mày nên nghĩ xem mày có thể sống sót rời khỏi đây không đã, Trần Anh Hào lạnh lùng nói. Tuy anh ta có vẻ rất hèn yếu trước mặt Dương Thanh, nhưng không phải với ai cũng thế. Giỏi lắm, tốt nhất mày nên đánh chết ông đây, bằng không mày sẽ chết rất thê thảm. Tao cam đoan đấy, Thái Văn tức giận quát. Đánh chết nó cho tôi, Trần Anh Hào ra lệnh, mấy tên đàn ông vạm vỡ kia càng mạnh tay hơn. Cậu Thanh, để nó sống hay chết ạ? Trần Anh Hào bỗng đứng sát vào Dương Thanh, nhỏ giọng hỏi. Dương Thanh chăm chú nhìn Trần Anh Hào, rất hài lòng với người thanh niên chỉ lớn hơn mình mấy tuổi này. Đánh gãy tay chân hắn ta rồi ném ra ngoài đi. Dương Thanh cũng không hạ giọng, nói bằng âm lượng bình thường. Vâng, cậu Thanh. Trần Anh Hào đáp, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng hung tợn. Anh ta ra lệnh, đánh gãy tay chân nó, rồi ném hết mấy tên khốn này ra ngoài. Anh Hào, tôi sai rồi, xin anh đừng đánh gãy tay chân tôi, anh Hào, tôi biết sai rồi, xin anh đừng, á. Đến giờ Thái Văn mới biết Trần Anh Hào dám đánh gãy tay chân mình thật, lập tức cuống lên. Vội vàng cầu khẩn. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, mấy tên đàn ông vạm vỡ vùng ghế lên, đập mạnh vào tay chân hắn ta. Sau khi rú lên vài tiếng, Thái Văn hoàn toàn bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, cả phòng riêng lặng ngắt. Trong mắt Thạch Giang, Tiêu Đại Vĩ và Lương Vân tràn ngập sự hoảng sợ. Cậu cả nhà họ Thái kiêu ngạo trong mắt họ cứ thế bị người ta đánh ngất rồi ném ra ngoài như rác. Họ nghĩ mãi vẫn không rõ, Trần Anh Hào chỉ là chủ một khách sạn mà thôi, Dương Thanh bảo anh ta ra tay, anh ta cũng dám đánh Thái Văn thật à. Tuy họ không hiểu nổi nhưng thực tế vẫn là như thế. Người nhà họ Thái trong phòng riêng nhanh chóng bị đuổi hết ra ngoài như rác rưởi. Bây giờ chúng ta tính món nợ vừa rồi nhé. Dương Thanh bỗng nhìn về phía đám người Thạch Giang. Bịch.
Gần như cùng lúc, cả ba người đều quỳ xuống đất, sợ xanh mặt, nói với vẻ thấp thỏm, anh Thanh, do chúng tôi có tầm nhìn hạn hẹp nên mới gây hấn với anh, xin anh Thanh tha cho chúng tôi, sau này chúng tôi không dám nữa. Mỗi người tự đánh gãy một tay rồi cút đi. Dương Thanh nói. Tuy những người này ăn nói sằng bậy nhưng không đáng chết, chỉ đánh gãy một tay xem như dạy dỗ là được. Trần Anh Hào bên cạnh Dương Thanh đang nhìn chằm chằm vào họ, ngay cả cậu cả nhà họ Thái cũng bị đánh gãy tay chân rồi ném ra ngoài, nói gì tới họ chứ? Sau khi nhìn nhau, ba người không do dự nữa, thi nhau cầm lấy chân ghế rồi đập mạnh vào cánh tay mình. Mấy tiếng rú thảm thiết nhanh chóng vang lên. Cậu Thanh, chúng tôi đi được chưa ạ? Lương Vân ôm cánh tay bị gãy, run rẩy nói. Bồi thường hết thiệt hại ở đây rồi cút đi, Dương Thanh quát. Sau khi bồi thường xong, ba người Thạch Giang vội vàng bỏ chạy. Em đã biết anh Thanh không phải người bình thường, quả nhiên là thế. Trương Nhụy bỗng bước đến bên Dương Thanh, mỉm cười quyến rũ, vừa nói vừa dán vào người anh. Dương Thanh nhíu mày, né đi rồi lạnh lùng nói, mùi trên người cô thối quá, tránh xa tôi ra. Nụ cười của Trương Nhụy lập tức cứng đờ, nhưng sau khi tận mắt thấy tình trạng thê thảm của đám người kia, cho dù cô ta rất tức giận thì cũng không dám thể hiện ra nữa. Anh Thanh đúng là hay nói đùa. Trương Nhụy cũng không xấu hổ, vừa cười vừa nói, nhưng lần này đã đứng cách Dương Thanh. Cô ta bước tới bên Bàng Tiểu Duyệt rồi thân mật kéo tay đối phương, Tiểu Duyệt, cậu đúng là không nghĩa khí gì cả, cho dù thế nào, chúng ta cũng là chị em tốt suốt 4 năm đại học. Cậu có bạn trai ưu tú như thế mà không nói với mình một câu. Cút. Bàng Tiểu Duyệt đẩy đối phương ra, cô ta thực sự không muốn dính dáng gì tới người phụ nữ trơ trẽn này nữa. Đồ đê tiện, đúng là không còn chút giới hạn đạo đức nào. Vì giúp cậu, chúng tôi đã đắc tội với nhân vật lớn, nhưng cậu thì hay rồi, giờ lại quay ra bám lấy người ta, còn muốn chúng tôi trơ trẽn như cậu nốt à. Chu Hân và Nhiếp Dai Dai quát Trương Nhụy với vẻ tức giận. Tuy họ cũng ghen ghét với Bàng Tiểu Duyệt vì cô ta đã quen được một người bạn trai lợi hại, nhưng cũng không vô liêm sỉ như Trương Nhụy. Sắc mặt Trương Nhụy hơi khó coi, nói với vẻ như sắp khóc, tôi làm thế để bảo vệ các cậu còn gì. Bạn trai các cậu không cần các cậu nữa, tôi cũng không biết anh Thanh lợi hại đến vậy, cứ tưởng khó thoát nạn rồi nên mới định giúp các cậu một phen. Không ngờ các cậu lại nghĩ tôi như thế. Nếu vào trường điện ảnh, chắc chắn người phụ nữ này sẽ là nhân tài, nói khóc là khóc luôn. Câm miệng. Trần Anh Hào bỗng tức giận quát, anh ta rất có mắt quan sát nên đã trông thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Dương Thanh. Trương Nhụy lập tức im bặt, nhìn Trần Anh Hào với vẻ tội nghiệp. Trần Anh Hào nhìn Dương Thanh, thận trọng hỏi, cậu Thanh, xử lý người phụ nữ này ra sao ạ? Nghe thấy Trần Anh Hào nói thế, Trương Nhụy lập tức căng thẳng. Khiến cô ta vĩnh viễn cút khỏi Yến Đô, nếu cô ta dám bước vào Yến Đô một bước, không cần báo với tôi, cứ giết luôn là được, Dương Thanh không hề thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng nói. Trương Nhụy chỉ thấy tay chân lạnh buốt, không còn chút sức lực nào, ngồi bệt xuống đất. Yến Đô là nơi mà cô ta luôn hướng tới, nếu rời đi như thế, giấc mộng của cô ta cũng vỡ tan. Người đâu? Đưa người phụ nữ này ra sân bay, giám sát cô ta rời khỏi nơi này. Nếu cô ta dám trốn thì tìm chỗ vắng vẻ rồi chôn luôn. Trần Anh Hào ra lệnh, hai tên đàn ông vạm vỡ lập tức bước tới, kéo Trương Nhụy rời đi. Sau khi Trương Nhụy bị kéo đi, trong phòng riêng chỉ còn Dương Thanh, Bàng Tiểu Duyệt, Chu Hân, Nhiếp Dai Dai và Trần Anh Hào. Trước đó Chu Hân và Nhiếp Dai Dai cũng chế giễu Dương Thanh. Giờ Trương Nhụy đã bị hai người đàn ông vạm vỡ ép rời khỏi Yến Đô. Họ bỗng thấy vô cùng sợ hãi, nhớ Dương Thanh cũng đối xử với họ như thế thì sao? Hai cô gái nhìn nhau rồi vội vàng chạy đến bên Bàng Tiểu Duyệt, ôm lấy cánh tay cô ta, sợ hãi nói, Tiểu Duyệt, cho dù thế nào, chúng ta cũng là chị em tốt suốt 4 năm đại học, cậu xin anh Thanh giúp chúng mình đi, đừng đuổi bọn mình khỏi Yến Đô mà. Nửa năm nữa bọn mình tốt nghiệp rồi. Nếu giờ bị đuổi khỏi Yến Đô thì sẽ mất hết. Tiểu Duyệt, xem như bọn mình xin cậu, giúp bọn mình lần cuối được không? Chu Hân và Nhiếp Dai Dai sắp khóc tới nơi rồi. Dương Thanh tức điên,
anh có bảo sẽ làm gì hai cô gái đó đâu cơ chứ. Bàng Tiểu Duyệt cũng hơi căng thẳng, cô ta cứ tưởng Dương Thanh chỉ là một đứa con rơi, gia tộc giao tập đoàn Nhạn Thanh cho anh cũng vì muốn bù đắp. Nhưng sau những chuyện vừa xảy ra, đương nhiên cô ta cũng hiểu Dương Thanh không đơn giản như thế. Bằng không, sao anh dám đánh gãy tay chân thái tử nhà họ Thái ngay trước đám đông được? Anh Thanh, anh đừng so đo với họ được không ạ? Bàng Tiểu Duyệt căng thẳng hỏi. Ngay cả giọng điệu của cô ta cũng cung kính hơn rất nhiều, Nhiếp Dai Dai và Chu Hân đang sợ hãi đều không thấy có gì khác thường, mong đợi nhìn Dương Thanh. Dương Thanh thản nhiên nhìn Nhiếp Dai Dai và Chu Hân rồi nói, hôm nay, Trương Nhụy chính là bài học, sau này, nếu tôi biết các cô dám tính kế Tiểu Duyệt, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho các cô. Nghe thấy thế, Chu Hân và Nhiếp Dai Dai biết Dương Thanh đang định tha cho mình, vội cam đoan, anh Thanh cứ yên tâm, sau này chúng em sẽ đối xử với Tiểu Duyệt thật tốt, không bao giờ làm hại cô ấy. Được rồi, vậy các cô đi trước đi, Dương Thanh nói. Hai cô gái như được đặc xá, vội vàng đi trước. Cậu Thanh, chắc chắn vừa rồi cậu cũng chưa ăn được gì, hay đến phòng riêng đế vương nhé, Trần Anh Hào cười hỏi. Dương Thanh đang có chuyện muốn nói với Trần Anh Hào nên gật đầu ngay. Tôi sắp xếp người đưa cô về trước nhé. Dương Thanh nhìn về phía Bàng Tiểu Duyệt, họ vốn đang giả làm người yêu, giờ đã diễn xong, có thể từ biệt nhau được rồi. Tôi không vội về đâu. Bàng Tiểu Duyệt thốt lên câu này như ma xui quỷ khiến, nhưng sau khi nói xong, cô ta mới nhận ra Dương Thanh đang đuổi khách, muốn gạt cô ta ra ngoài. Nhưng cô ta cũng đã nói thế rồi, không hiểu sao cô ta cứ muốn đi theo Dương Thanh. Dương Thanh cũng không quan tâm, dẫn Bàng Tiểu Duyệt đến phòng riêng đế vương theo Trần Anh Hào. Không hổ là nhà hàng năm sao, trang hoàng vô cùng lộng lẫy, nhất là gian phòng riêng đế vương này, càng thêm tráng lệ. Cậu Thanh, cậu thấy tiệm ăn họ Trần thế nào ạ? Trần Anh Hào cười hỏi. Dương Thanh gật nhẹ đầu, không tồi, không ngờ bây giờ việc làm ăn của nhà họ Trần lại mở rộng đến thế, chẳng những kinh doanh châu báu mà còn làm cả khách sạn. Trần Anh Hào vội cười đáp, đều nhờ phúc của cậu Thanh, bằng không nhà họ Trần đã bị tiêu diệt từ lâu rồi, làm gì có nhà họ Trần hôm nay nữa. Đương nhiên Dương Thanh cũng hiểu ý Trần Anh Hào, hồi trước, khi em trai ruột của anh ta đắc tội với Dương Thanh đã định tiêu diệt cả nhà họ Trần. Nhưng Trần Hưng Hải chủ gia tộc họ Trần lại không tệ, khiến Dương Thanh coi trọng, quyết định bảo vệ nhà họ Trần. Không riêng gì châu báu và khách sạn. Bây giờ nhà họ Trần còn làm về bất động sản và Internet, nhưng ông nội tôi đã nói, tất cả đều nhờ có cậu Thanh, mọi thứ của chúng tôi bây giờ đều do cậu Thanh ban cho, chỉ cần cậu Thanh muốn, nhà họ Trần sẵn sàng giao hết sản nghiệp cho cậu. Trần Anh Hào nói đúng sự thật, mỉm cười vui vẻ. Chuyện Dương Thanh đồng ý ăn cơm với anh ta đã khiến anh ta được yêu mà sợ, hồi trước, chỉ ông nội anh ta mới được ngồi ăn cùng Dương Thanh thôi. Dương Thanh mỉm cười, hỏi, ông nội anh đâu? Giờ ông ấy vẫn khỏe chứ? Ông nội đã chuyển vị trí chủ gia tộc cho bố tôi, về dưỡng lão rồi. Ngày nào ông ấy cũng ở trong nhà, trồng đủ loại hoa và rau quả, cuộc sống rất an nhàn. Trần Anh Hào nói, nhưng ông nội tôi thường xuyên nhắc tới cậu, vẫn nhớ ký ơn đức lớn lao của cậu, còn dặn chúng tôi phải luôn nghe lệnh cậu nữa. Ông chủ Trần đúng là khách sáo quá, Dương Thanh cười nói. Bàng Tiểu Duyệt không thể nói chen vào, nhưng từ cuộc trò chuyện giữa hai người, cô ta đã gặt hái được rất nhiều thông tin, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tuy cô ta không biết gì về nhà họ Trần, nhưng từ những lời Trần Anh Hào vừa nói thì có thể thấy nhà họ Trần cũng thuộc hạng quyền thế, không ngờ họ lại coi trọng Dương Thanh tới mức này. Quan trọng nhất là Trần Anh Hào còn nói, chỉ cần Dương Thanh đồng ý, nhà họ Trần sẵn lòng giao hết sản nghiệp cho anh. Khả năng quan sát của Bàng Tiểu Duyệt rất mạnh, cô ta có thể thấy Trần Anh Hào đang vui vẻ từ tận đáy lòng chứ không hề nói dối, như thể việc giao hết sản nghiệp cho Dương Thanh là vinh hạnh của nhà họ Trần. Anh Hào, anh sắp xếp người dẫn Tiểu Duyệt đi dạo đi. Sau bữa cơm, Dương Thanh bỗng nói với Trần Anh Hào rồi bảo Bàng Tiểu Duyệt, cô chờ tôi một lát, chốc nữa tôi sẽ đưa cô về. Trần Anh Hào gọi một cô gái trẻ tới rồi giới thiệu, A Mỹ. Đây chính là cậu Thanh. Chào cậu Thanh ạ.
A Mỹ cung kính nói rồi nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt sùng bái, rõ ràng đã nghe nói về Dương Thanh. Cậu Thanh, đây là bạn gái tôi, cậu cứ gọi cô ấy là A Mỹ là được, Trần Anh Hào lại giới thiệu với Dương Thanh. Dương Thanh gật nhẹ đầu, chào cô. A Mỹ, em dẫn em dâu đến phòng siêu tầm của anh, tặng cô ấy viên dạ minh châu mà anh vừa mua được tối qua nhé, Trần Anh Hào nói. Vâng, để em dẫn em dâu đi, A Mỹ thân mật kéo tay Bàng Tiểu Duyệt rời đi. Nghe thấy đối phương gọi mình là em dâu, khuôn mặt xinh đẹp của Bàng Tiểu Duyệt lập tức đỏ bừng. Dương Thanh cũng không giải thích, chờ Bàng Tiểu Duyệt đi theo A Mỹ rồi mới hỏi, bây giờ nhà họ Trần phát triển thế nào rồi? Nếu hôm nay không gặp được Trần Anh Hào, Dương Thanh cũng sắp quên mất nhà họ Trần luôn. Trần Anh Hào vội nói, cậu Thanh, bây giờ nhà họ Trần đúng là hơn xa lúc trước, ở khu vực Giang Nam, có thể nói ngay cả nhà họ Hàn cũng chưa chắc đã thịnh vượng bằng nhà họ Trần. Nghe thấy thế, Dương Thanh hơi bất ngờ, mới mấy tháng ngắn ngủi thôi mà nhà họ Trần đã phát triển tới mức này rồi. Thực sự không dám giấu, sở dĩ nhà họ Trần vươn ra khỏi Giang Nam cũng vì ông nội tôi đã dặn chúng tôi phải mở rộng lãnh thổ của nhà họ Trần. Ông ấy nói cậu Thanh là rồng, nếu nhà họ Trần không cố gắng thì sẽ cách cậu ngày càng xa. Sau khi thoáng do dự, Trần Anh Hào nói. Chuyện này khiến Dương Thanh rất bất ngờ. Hóa ra sản nghiệp của nhà họ Trần xuất hiện nhiều như thế là để tiếp cận anh. Nhưng anh cũng có thể hiểu được lời Trần Anh Hào nói. Vậy nếu tôi không nhìn thấy nhà họ Trần thì sao? Các người sẽ không chủ động tới tìm tôi à? Dương Thanh cười hỏi. Trần Anh Hào gật đầu, ông nội nói, chỉ khi nhà họ Trần được cậu Thanh nhìn thấy thì mới có tư cách tiếp tục đi theo cậu Thanh. Tốt lắm, nếu ông chủ Trần đã coi trọng tôi như thế. Đương nhiên tôi sẽ không để ông ấy thất vọng. Nhà họ Trần chuẩn bị chuyển đến Yến Đô đi, Dương Thanh chợt nói. Nghe thấy thế, Trần Anh Hào sững sờ, cậu Thanh, cậu bảo nhà họ Trần đến Yến Đô ạ? Sao thế, không muốn à, Dương Thanh mỉm cười. Muốn chứ, rất muốn, cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ông nội để báo tin tốt này. Trần Anh Hào kích động lắp bắp. Vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bấm số Trần Hưng Hải, ông nội, cậu Thanh bảo nhà họ Trần tới Yến Đô. Bây giờ Dương Thanh đã quyết định ở Yến Đô lâu dài, đám Tần Thanh Tâm cũng sẽ qua đây, đương nhiên phải có thân tín của mình ở Yến Đô rồi. Nhà họ Trần vô cùng trung thành, có tư cách tiếp tục đi theo anh. Dầm. Trần Anh Hào vừa cúp máy, tiếng va đập rất lớn bỗng vang lên, khiến cả tiệm ăn họ Trần như rung chuyển. Có chuyện gì thế? Trần Anh Hào lập tức sợ hết hồn, rõ ràng tiếng va đập dữ dội kia là tiếng của tai nạn xe. Sếp Trần, không xong, người nhà họ Thái tới. Đúng lúc này, một người trung niên mặc vest sợ hãi lao vào phòng riêng, nói lớn, rất nhiều người nhà họ Thái lái xe tải tới, đâm thẳng vào cửa chính ạ. Nghe thấy thế, sắc mặt Trần Anh Hào tái hẳn, thực lực của nhà họ Thái chỉ đứng sau 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô. Hơn nửa địa điểm ăn chơi ở Yến Đô đều do nhà họ Thái phụ trách. Ngay cả 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng không muốn trở mặt với gia tộc này, giờ họ lại tới tiệm ăn họ Trần, rõ ràng sẽ không chịu để yên đâu. Xong, xong hết rồi. Trần Anh Hào chỉ thấy người mềm nhũn, bối rối nói. Sao phải cuống lên thế, Dương Thanh nhíu mày. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Trần Anh Hào như sực tỉnh, cho dù trời sập. Chẳng phải vẫn còn Dương Thanh ở đây ư? Giọng Dương Thanh nghe rất bất mãn, Trần Anh Hào bỗng vô cùng hối hận, khó khăn lắm mới được nói chuyện với Dương Thanh, thế mà anh ta vừa gặp chuyện đã hốt hoảng vậy rồi. Cứ yên tâm, nhà họ Thái sẽ phải bồi thường thiệt hại cho nhà họ Trần gấp trăm nghìn lần. Dương Thanh nói rồi quay người đi ra ngoài. Trần Anh Hào nhìn theo bóng lưng Dương Thanh, bỗng cảm thấy máu trong người sôi trào. Anh ta nhớ đến những gì mà Dương Thanh đã làm khi một mình xông vào nhà họ Trần lúc trước, đến giờ anh ta vẫn khó có thể quên. Anh Thanh, có chuyện gì thế ạ? Bàng Tiểu Duyệt đã nghe thấy tiếng động, cũng vừa ra ngoài, bèn hỏi Dương Thanh. Dương Thanh nói, cô và A Mỹ cứ ở trong kia đi, tôi dẫn anh Hào đi xử lý mấy chuyện, sau đó sẽ đưa cô về. Có phải nhà họ Thái tới không? Bàng Tiểu Duyệt lo lắng hỏi.
Dương Thanh biết không lừa được Bàng Tiểu Duyệt nên cũng không giấu giếm, gật đầu, yên tâm, có tôi ở đây rồi, không vấn đề gì đâu. Anh cẩn thận nhé, Bàng Tiểu Duyệt dặn rồi quay người vào trong với A Mỹ. Dương Thanh mỉm cười, ung dung đi xuống đại sảnh ở tầng 1. Khi anh và Trần Anh Hào xuống đến đại sảnh, mười mấy người mặc đồng phục của tiệm ăn họ Trần đã nằm dưới đất. Cửa kính của tiệm cũng bị xe tải đâm vào. Xung quanh còn có một đám đàn ông vạm vỡ, đếm sơ qua cũng phải được 100 người. Trước những người này là một cái cáng cứu thương, một thanh niên bó bột tay chân đang nằm trên cáng, chính là Thái Văn vừa bị đánh hồi nãy. Đập cho tao, tao muốn tiệm ăn họ Trần hoàn toàn biến mất. Người trung niên dẫn đầu vung tay lên, 100 người kia chuẩn bị ra tay. Để tôi xem ai dám. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, chính là Dương Thanh. Trần Anh Hào theo sát anh, khi thấy đám người nhà họ Thái đông nghịt, anh ta chỉ thấy người mềm nhũn, nếu không có Dương Thanh ở phía trước, anh ta đã ngồi bệt xuống đất từ lâu rồi. Bố, chính thằng nhãi kia đã cho người đánh gãy tay chân anh con ạ. Bên cạnh người trung niên dẫn đầu, một thanh niên có khuôn mặt sưng húp chỉ vào Dương Thanh rồi nói. Người đang nói chính là đầu sỏ của mọi chuyện tối nay, Thái Quang. Bố, đừng vội giết nó, con muốn nó chết nhưng không phải bây giờ, con phải tra tấn nó, nghiền nát từng khúc xương của nó, khiến nó sống không bằng chết. Thái Văn đang nằm trên cáng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng căm hận Dương Thanh. Nhãi danh, mày gan đấy nhỉ, dám đánh cả con trai của Thái Hữu Vi tao, mày chán sống rồi chứ gì. Thái Hữu Vi tức giận quát rồi chỉ tay vào Dương Thanh, bây giờ mày quỳ xuống rồi bỏ tới đây. Tao sẽ cho mày được chết toàn thây. Dương Thanh lạnh lùng nói, ông chưa rõ mọi chuyện thế nào mà đã dẫn cả đám người tới đối phó tôi, hình như hơi vô lý quá rồi nhỉ. Mày đã đánh con trai tao tàn tật mà còn bảo tao vô lý à? Ông đây nói cho mày biết, ở Yến Đô, nắm đấm của ai lớn hơn thì lời người đó nói chính là đạo lý, Thái Hữu Vi giận dữ nói. Dương Thanh gật nhẹ đầu, ông nói không sai. Nắm đấm của ai lớn hơn thì lời người đó nói chính là đạo lý. Nếu vậy, giờ ông bồi thường 1 tỷ rồi dẫn người của ông cút ngay. Biến mất khỏi Yến Đô từ bây giờ. Lời Dương Thanh nói khiến mọi người sững sờ. Ha ha ha. Một lúc lâu sau, Thái Hữu Vi mới phản ứng lại, lập tức phá lên cười, nhãi danh, ý mày là nắm đấm của mày lớn hơn tao á. Dương Thanh nghiêm túc gật đầu, đúng thế, ông muốn thử không? Có chứ, để tao thử xem sao, Thái Hữu Vi nở nụ cười khát máu. Dương Thanh nhìn Thái Hữu Vi như đang nhìn thằng ngu, chợt bảo Trần Anh Hào, anh nhớ hồi nãy tôi đã nói gì không? Nhà họ Trần sẽ chuyển đến Yến Đô, vậy bắt đầu từ việc thay thế nhà họ Thái nhé, anh thấy thế nào? Trần Anh Hào sững sờ, mặt tái mét, ở đây có nhiều người nhà họ Thái như thế mà Dương Thanh còn hỏi vậy, chẳng phải là đang muốn chết ư? Cậu Thanh! Nếu được thế thì quá tốt ạ. Tuy Trần Anh Hào e ngại nhưng cũng hiểu Dương Thanh đang thăm dò mình, bây giờ anh ta đã đâm lao rồi thì phải theo lao, cũng không thể bỏ rơi Dương Thanh rồi chạy trốn một mình được. Nếu anh ta đã không còn đường lui rồi thì phải tin tưởng Dương Thanh thôi. Sau khi nghe thấy Dương Thanh nói thế, người nhà họ Thái đều phá lên cười. Danh con, tao bỗng thấy nếu cứ thế giết mày thì tiếc quá, mày rất hợp với vai hề. Khiến mọi người đều vui vẻ. Thái Hữu Vi cười lớn, hay mày về nhà họ Thái với tao, chuyên đóng vai hề để pha trò cho bọn tao cười nhé. Ha ha ha. Dương Thanh cũng không nói nhảm nữa, anh gọi một cú điện thoại, trong vòng 10 phút, dẫn 1.000 người tới tiệm ăn họ Trần. Anh nói rồi cúp máy luôn. Ha ha ha, cười chết mất, còn 1.000 người nữa chứ, mẹ nó, mày không nổ thì chết à. Mày nghĩ mày là ai? Ngay cả chủ của 1 trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cũng không có bản lĩnh gọi 1.000 người tới đây chỉ trong 10 phút đâu nhé. Thái Hữu Vi chế giễu, nếu mày đã định gọi người, tao sẽ cho mày thêm 10 phút. Tao cũng muốn xem mày sẽ tìm được mấy người đây. Cứ yên tâm, sẽ không khiến ông thất vọng. Dương Thanh nhếch môi, nở nụ cười kỳ lạ. Không hiểu sao, khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh. Thái Hữu Vi vốn rất tự tin bỗng thấy hơi bối rối. Nhưng khi nghĩ đến địa vị bây giờ của nhà họ Thái,
ông ta lại thả lỏng. Tuy thực lực của nhà họ Thái không bằng 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô nhưng cũng không thua kém nhiều, họ cũng không dám tùy tiện đối đầu với nhà họ Thái. Bây giờ nhà họ Thái chỉ cần một trận chiến, một khi chiến thắng, nhà họ Thái sẽ trở thành một trong 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô. Nếu vậy, một thanh niên có gì đáng lo chứ? Sắp 10 phút rồi đấy, sao người của mày vẫn chưa tới hả? Nhoằng cái đã hết 10 phút, Thái Hữu Vi cười lạnh. Nhưng ông ta vừa dứt lời, tiếng động liên tiếp bỗng vang lên, qua cửa kính ở đại sảnh tầng 1, chỉ thấy mười mấy chiếc xe tải lớn đang đỗ lại trước tiệm ăn họ Trần. Ngay sau đó, rất nhiều bóng người vạm vỡ thi nhau nhảy xuống xe, đông nghìn nghịt. Sau đó nữa, mấy trăm người trực tiếp ùa vào đại sảnh tầng 1, còn mấy trăm người khác thì ở ngoài vì không chen được nữa. Anh Thanh, em không tới trễ chứ? Một người cường tráng đi tới trước mặt Dương Thanh, cười lớn. Dương Thanh mỉm cười, lắc đầu, đương nhiên là không rồi. Thái Hữu Vi đang đắc ý lập tức trợn tròn mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Chỉ trong 10 phút, Dương Thanh thực sự tìm được hơn nghìn người, hơn nữa ai cũng cao to, rõ ràng không phải người tầm thường. Ông thấy 1.000 anh em của tôi thế nào? Dương Thanh cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Thái Hữu Vĩ. Lúc này, trong đại sảnh tầng 1 rộng lớn đông nghịt người. 100 người mà Thái Hữu Vĩ dẫn tới đây bị dồn hết vào giữa, điều khiến người nhà họ Thái tuyệt vọng chính là, những người do Dương Thanh gọi đến đều có vóc dáng cao to. Nếu đánh nhau thật, ba bố con nhà họ Thái chỉ có thể chết ở nơi này. Câu ông thấy 1.000 anh em của tôi thế nào từ Dương Thanh đã khiến Thái Hữu Vi choáng váng. Rốt cuộc cậu là ai? Tuy Thái Hữu Vi rất sợ hãi nhưng cũng không dám thể hiện ra, chỉ nghiêm nghị hỏi. Nhưng khí thế hống hách của ông ta đã biến mất hẳn. Ông chưa điều tra rõ xem tôi là ai mà đã dám dẫn người tới đây đánh tôi à? Dương Thanh hỏi với vẻ dí dỏm. Thái Văn đang nằm trên cáng cứu thương sợ tái mặt, người run lẩy bẩy. Hắn ta cứ tưởng có bố mình ra mặt rồi, ngay cả người thuộc 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng không dám đối đầu với họ, nhưng bây giờ Dương Thanh mới gọi một cú điện thoại, chỉ sau 10 phút, 1.000 người đã xuất hiện ở đây. Nếu hắn ta vẫn chưa biết mình đã đắc tội với nhân vật lợi hại hơn cả 8 nhà quyền thế ở Yến Đô thì đúng là ngu xuẩn. Thái Quang đang đứng cạnh Thái Hữu Vi cũng thấp thỏm, vô thức lùi về sau một bước, sợ mình trở thành kẻ đứng mũi chịu sào. Chuyện hôm nay hoàn toàn là hiểu lầm, xin cậu nương tay cho, sau này, chắc chắn tôi sẽ đưa thằng con trời đánh kia và lễ trọng tới tận nhà xin lỗi. Thái Hữu Vi cũng không phải người bình thường, sau khi biết mình không thắng nổi Dương Thanh thì nhún nhường ngay. Dương Thanh lắc đầu, không được. Nghe thấy thế, sắc mặt Thái Hữu Vi càng thêm khó coi. Ông ta đã nghĩ đến việc Dương Thanh sẽ không dễ dàng tha cho họ nhưng lại không cam lòng, muốn thử xem sao, kết quả vẫn thế. Cậu ra giá đi, Thái Hữu Vi chợt nói. Dương Thanh hơi sửng sốt rồi mới hiểu ý đối phương, ông ta đang định bỏ tiền cho yên chuyện. Đến giờ Trần Anh Hào đang đứng sau Dương Thanh mới hoàn hồn, nhất là khi trông thấy đám người đông nghịt, anh ta thấy máu trong người cũng sôi trào theo. Anh ta đã đến Yến Đô một khoảng thời gian, đương nhiên cũng biết việc Dương Thanh gọi được 1.000 người chỉ trong 10 phút có ý nghĩa gì. Dương Thanh đã nói muốn cho nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái, anh ta cứ tưởng Dương Thanh đùa, nhưng giờ anh ta đã hiểu, Dương Thanh không đùa mà thực sự có khả năng làm thế. Chẳng phải ông vừa nói nắm đấm của ai lớn hơn thì lời người đó nói chính là đạo lý ư? Sao giờ lại bảo tôi ra giá thế? Dương Thanh mỉm cười. Trong mắt Thái Hữu Vi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ông ta cắn răng, tôi nhận thua. Nếu Thái Hữu Vi quỳ xuống xin tha ngay, có lẽ Dương Thanh sẽ không coi ông ta ra gì, nhưng đến nước này mà ông ta vẫn định dùng tiền để mua sự an toàn, cũng không phải kẻ tầm thường đâu. Nhưng trước giờ Dương Thanh chưa bao giờ nương tay với những ai định giết mình. Thái Hữu Vi, chẳng phải vừa nãy ông còn vênh váo nói sẽ khiến cậu Thanh sống không bằng chết ư? Sao giờ đã nhận thua rồi? Sau khi do dự mấy giây, rốt cuộc Trần Anh Hào cũng đứng dậy, chế giễu, nếu tôi không đoán sai, chắc đây là kế hoãn binh của ông nhỉ? Ông định né đi trước rồi về gọi thêm người tới đây để đối phó với cậu Thanh đúng không?
Mày là ai? Mày cũng có tư cách nói chuyện với ông đây à? Thái Hữu Vi tức giận quát. Ông ta là người thừa kế nhà họ Thái, sắp lên nối nghiệp, nhà họ Thái nắm giữ gần nửa chốn ăn chơi ở Yến Đô. Ông ta cúi đầu trước Dương Thanh cũng vì bất đắc dĩ, nhưng ông ta sẽ không coi một thanh niên như Trần Anh Hào ra gì. Nếu không có nhà họ Thái, ông là cái thá gì chứ? Trần Anh Hào mỉa mai, trong mắt không hề có vẻ e dè. Nếu Dương Thanh không ở đây, đừng nói là bốp chát với Thái Hữu Vi, cho dù đang ở trước mặt Thái Văn và Thái Quang, anh ta cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Trong mắt Thái Hữu Vi lóe lên ánh sáng sắc bén, ông ta híp mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Anh Hào, nhãi danh, tao nhớ mày rồi, chắc chắn mày sẽ hối hận. Dù sao Trần Anh Hào cũng tới từ Châu Thành nhỏ bé, khí thế không thể hơn được Thái Hữu Vi. Lúc này anh ta bỗng thấy vô cùng sợ hãi. Trừ khi nhà họ Trần có thể thay thế nhà họ Thái thật, bằng không, chắc chắn nhà họ Thái sẽ không tha cho nhà họ Trần. Dương Thanh chỉ cười chứ không nói gì, cũng không định đứng ra giúp Trần Anh Hào, anh ta vẫn cần rèn luyện thêm. Nhà họ Trần là gia tộc trung thành với anh, Trần Anh Hào là người thừa kế đời thứ ba, cần phải được bồi dưỡng. Trần Anh Hào, gan chó của mày lớn thật đấy, mày tưởng mày có chỗ dựa rồi là có thể vênh váo trước mặt bố tao ư. Thái Văn đang nằm trên cáng nghiến răng nghiến lợi, tao nói cho mày biết, ngay cả ông nội mày cũng không có tư cách nói chuyện với bố tao, rõ chưa? Thái Văn và Trần Anh Hào vốn có quen biết, đương nhiên hắn ta cũng biết rõ tình hình của nhà họ Trần. Trần Anh Hào lén nhìn Dương Thanh, thấy anh cũng không định ra mặt thì hiểu ngay Dương Thanh đang rèn luyện mình. Nếu anh ta dễ bị Thái Văn hù dọa như vậy thì đâu còn tư cách gì để làm việc cho Dương Thanh nữa. Anh ta nhớ lại lời Trần Hưng Hải nói, cho dù ông trời tới đây thì cũng phải về phe Dương Thanh. Rốt cuộc anh ta cũng hạ quyết tâm. Thái Văn, mày không dọa được tao đâu, nếu mày dọa được tao thật thì tao đã không cho người đánh gãy tay chân mày rồi. Trần Anh Hào cười lạnh, hùng hồn nói. Tuy việc đánh Thái Văn là do Dương Thanh ra lệnh, nhưng người thực hiện lại là người của anh ta. Nghe thấy thế, Thái Văn lập tức trở nên kích động. Giận dữ nghiến răng, Trần Anh Hào, mày sẽ chết, chết một cách khó coi, tao thể đấy. Thấy Dương Thanh vẫn im lặng, Thái Quang tưởng anh cũng sợ, bèn nói với vẻ dữ dằn, Trần Anh Hào, từ hôm nay trở đi, tốt nhất mày nên cẩn thận, nhất là những người thân của mày. Bây giờ nhiều sự cố ngoài ý muốn lắm, không chừng khi sang đường sẽ bị xe tông chết, hoặc khi đi ngang qua mấy tòa nhà cao sẽ bị đồ rơi xuống đập chết. Tốt nhất mày nên bảo người thân của mình đi đường cẩn thận, bằng không, nhỡ gặp phải mấy chuyện bất ngờ thì ngay cả mạng sống cũng không còn đâu. Thái Quang nói bằng giọng đe dọa. Mắt Trần Anh Hào lập tức đỏ ngầu, anh ta chỉ vào Thái Quang, tức giận quát, mày cứ thử đụng đến một cọng tóc của những người bên cạnh tao xem. Ha ha ha, Trần Anh Hào, mày đang sợ à? Thấy dáng vẻ tức giận của Trần Anh Hào. Thái Quang cười ha hả, nếu sợ thì mày quỳ xuống xin tao đi. Xin mày á, đừng hòng, Trần Anh Hào nén giận, cười lạnh. Tuy Trần Anh Hào hơi mất bình tĩnh, nhưng anh ta làm được thế này đã khiến Dương Thanh rất hài lòng. Anh Hào, anh muốn đánh hắn ta không? Dương Thanh chợt hỏi. Trần Anh Hào thoáng sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ hung tợn rồi lập tức gật đầu, muốn. Nếu đã muốn thì anh qua đó. Đánh cho hắn ta quỳ xuống xin tha đi, Dương Thanh cười híp mắt. Trần Anh Hào lập tức sững sờ, Dương Thanh đang bảo anh ta đi một mình đến trước mặt 100 cao thủ nhà họ Thái rồi đánh Thái Quang ư. Nếu anh sợ thì xem như tôi chưa nói gì, Dương Thanh vẫn mỉm cười. Như thể đã thấy được sự thất vọng thoáng lóe lên trong mắt Dương Thanh, Trần Anh Hào lập tức cuống lên, vội nói, cậu Thanh, tôi đi ạ. Dương Thanh gật nhẹ đầu, nếu đánh chết được luôn thì quá tốt. Tôi sẽ đích thân giết hắn ta. Trần Anh Hào kiên định nói rồi dứt khoát bước từng bước về phía Thái Quang. Sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, sắc mặt Thái Hữu Vi hơi khó coi. Dương Thanh bảo Trần Anh Hào đánh Thái Quang, tức là đang định đánh con ông ta ngay trước mặt ông ta đấy. Điều khiến ông ta uất ức chính là ông ta chỉ dẫn tới đây 100 người. Còn bên Dương Thanh có tới 1.000 người. Dương Thanh bảo Trần Anh Hào đánh con ông ta dám ngăn cản chắc.
Thấy Trần Anh Hào bước về phía mình, Thái Quang đang hống hách lập tức nhận ra tình hình hiện giờ, sợ hết hồn ngay. Bố, con không muốn chết, bố phải cứu con. Thái Quang cuống cả lên, vội nói bằng giọng nghẹn ngào. Câm miệng. Thái Hữu Vi nghiến răng nghiến lợi, tức giận quát. Đại sảnh yên ắng hẳn, mọi người đều im lặng nhìn Trần Anh Hào đang bước từng bước về phía đám người nhà họ Thái. Không ít người cảm thấy mình phải thay đổi cách nhìn về Trần Anh Hào. Cho dù bên Dương Thanh đông hơn, đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng phe đối phương cũng có tận 100 người. Trần Anh Hào đang đi một mình về phía nhà họ Thái, định ra tay với Thái Quang. Không ai dám chắc liệu nhà họ Thái có làm liều không. Nghe lời Dương Thanh nói thì anh đang muốn lấy mạng Thái Quang. Nếu Trần Anh Hào giết Thái Quang thật, nhà họ Thái sẽ làm thế nào? Bố, nó định giết con, nó định giết con. Bố cứu con, mau cứu con với, Thái Quang thực sự sợ hãi, cầu khẩn. Tuy Thái Quang là con Thái Hữu Vi nhưng cũng không có quyền lực gì, bao năm qua, cơ thể anh ta đã suy kiệt vì rượu chè và gái gú, trước đó còn bị Dương Thanh đánh, giờ lại bị Trần Anh Hào dọa cho run lẩy bẩy. Nếu Trần Anh Hào thật sự mạnh tay thì hoàn toàn có thể giết Thái Quang. Câm mồm! Thái Hữu Vi quát, đương nhiên ông ta cũng hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ. Rốt cuộc Thái Quang cũng im, nhưng vẫn sợ tới mức run bần bật. Con trai tôi đang bị thương, cậu lại bảo người của cậu đánh nó thì bất công quá nhỉ, Thái Hữu Vi bỗng nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh cười cười, nhìn về phía Mã Siêu bên cạnh, có à? Mã Siêu nhếch môi cười mỉa mai, chẳng phải ông ta đã nói nắm đấm của ai lớn thì lời người đó nói chính là đạo lý ư. Giờ nắm đấm của anh Thanh lớn hơn, đương nhiên phải theo lời anh nói rồi, anh bảo công bằng thì sẽ công bằng. Dương Thanh gật đầu, tôi thấy rất công bằng, chẳng phải vừa nãy tên kia còn uy hiếp anh Hào, bảo anh ta và người thân ra đường cẩn thận ư. Chắc chắn hắn ta tự thấy mình rất mạnh, vốn không sợ anh Hào. Thái Hữu Vi sầm mặt, nhưng Dương Thanh và Mã Siêu nói không sai, chính Thái Quang đã lôi người thân của Trần Anh Hào ra để đe dọa trước. Đương nhiên, nếu họ muốn làm chuyện bất công thì chúng ta chỉ có thể bất công hơn rồi, Dương Thanh chợt nói. Mã Siêu cười hề hề, em hiểu rồi. Tiếp đến, Mã Siêu nói lớn với 1.000 người kia, nếu ai dám không tuân theo quy tắc thì giết cho tôi. Vâng. 1.000 người đứng dậy hò hét, như khiến trời đất rung chuyển. Trần Anh Hào đang hơi căng thẳng cũng bình tĩnh lại, chỉ thấy máu trong người sôi lên, toàn thân tràn ngập sức mạnh. Sắc mặt Thái Hữu Vi khó coi tới cực điểm, Dương Thanh đang cảnh cáo ông ta. Cho dù Trần Anh Hào giết Thái Quang, ông ta cũng không được nhúng tay vào, bằng không trận chiến giữa 1.000 người và 100 người sẽ bắt đầu ngay. Bố, con không muốn chết, con không muốn chết. Bố cứu con, Thái Quang rú lên. Bốp! Thái Hữu Vi tát Thái Quang một phát, tức giận quát, mày bình tĩnh lại xem nào. Chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi ư, tao vẫn đứng đây, mày sợ gì chứ? Mày là con trai của Thái Hữu Vi tao, ông nội mày là chủ gia tộc họ Thái, ở Yến Đô, ai dám giết mày hả? Sau khi bị tát một phát, Thái Quang cũng bình tĩnh hơn. Nghe thấy Thái Hữu Vi nói thế, anh ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Không phải do Trần Anh Hào, mà 1.000 người đàn ông vạm vỡ xung quanh đã mang lại áp lực quá lớn, khiến cậu ta có cảm giác ngạt thở tới nơi. Bố, con nghe lời bố. Con sẽ đánh với nó, Thái Quang cắn răng. Đây mới là con trai Thái Hữu Vi. Thái Hữu Vi nặng nề vỗ vai Thái Quang, cắn răng, đánh mạnh vào cho bố. Vâng ạ. Thái Quang nói rồi đi về phía Trần Anh Hào. Lúc này mọi người trong đại sảnh đã lùi lại, trừ một khu vực cho Trần Anh Hào và Thái Quang. Trần Anh Hào nhìn Thái Quang bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Mày muốn làm gì tao cũng được. Nhưng không được lôi người thân của tao vào. Tao sẽ đích thân giết mày. Trần Anh Hào hung tợn nói. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Trần Anh Hào, Thái Quang vừa thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng. Tao chỉ nói thế thôi, tao nghĩ chúng ta vẫn chưa tới mức một mất một còn. Trần Anh Hào cười khẩy, mày nghĩ tao tin mày chắc. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tới đi. Trần Anh Hào nói rồi xông thẳng tới, vung nắm đấm. Dầm.
Thái Quang vẫn đang căng thẳng nên chưa kịp phản ứng lại, mặt bị trúng một đấm. Đến khi lùi về sau mấy bước, cậu ta mới hoàn hồn, cũng bùng nổ, mày dám đánh tao, ông đây liều mạng với mày. Trong lúc nhất thời, cả hai người đều dốc hết sức lực, lăn xả vào nhau. Thái Hữu Vi căng thẳng nhìn con trai mình, ông ta không biết nên làm thế nào nếu Thái Quang bị giết thật. Lý trí nói cho ông ta biết, cho dù Thái Quang chết, ông ta cũng phải nhịn, nhưng dù gì đây cũng là con ông ta có thể chịu được khi thấy Thái Quang bị giết ngay trước mặt mình chắc. Nhưng nếu ông ta không nỡ thì 100 người bên ông ta sẽ phải đối mặt với 1.000 người, liệu có còn đường sống không? Ngay cả ông ta cũng không nhận ra, ngay từ khi Trần Anh Hào và Thái Quang bắt đầu đánh nhau, ông ta đã cân nhắc đến chuyện sau khi Thái Quang bị giết rồi. Rầm rầm rầm. Trần Anh Hào như phát điên, liều mạng đấm thật mạnh vào mặt Thái Quang. Tuy Thái Quang có vẻ cao lớn nhưng cơ thể đã suy nhược vì rượu chè và gái gú từ lâu, dưới những đòn đánh dồn dập của Trần Anh Hào, anh ta đâu còn sức đánh trả nữa. Đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, xin anh đừng đánh nữa, tôi không dám nữa đâu. Thái Quang hoàn toàn sụp đổ, ngã lăn ra đất, co rúm lại, ôm đầu khóc to. Trần Anh Hào vẫn không nương tay, chỉ nhớ đến những lời đe dọa của Thái Quang lúc trước, liều mạng tấn công. Dừng lại. Rốt cuộc Thái Hữu Vi cũng không nhìn được nữa, giận dữ quát Trần Anh Hào. Trần Anh Hào giẫm lên người Thái Quang, lạnh lùng nhìn Thái Hữu Vi bằng đôi mắt đỏ ngầu, sao thế? Ông định chơi trò bất công à? Nó đã nhận thua rồi, Thái Hữu Vi quát khẽ. Nhận thua thì sao chứ? Cậu Thanh muốn hắn ta chết, hắn ta sẽ phải chết. Trần Anh Hào nói rồi bỗng đạp một phát. Mày dám? Thái Hữu Vi gầm lên rồi lao về phía Trần Anh Hào. Nhưng Trần Anh Hào đã đạp trúng cổ Thái Quang. Rắc. Thái Quang trợn tròn mắt, ngoẹo đầu sang một bên, chết không nhắm mắt, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Thái Hữu Vi tận mắt thấy con mình bị đạp gãy cổ, lập tức sững sờ. Mày dám giết con trai tao? Thái Hữu Vi nói với vẻ không dám tin, sao mày dám? Tuy giọng ông ta nghe rất bình tĩnh nhưng ai cũng biết ông ta đang tức giận. Vừa nãy Trần Anh Hào đang đánh hăng, giờ mới hoàn hồn. Thấy Thái Quang chết không nhắm mắt, tim anh ta đập thình thịch. Còn Dương Thanh thì rất bình tĩnh, có thể nói, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do Thái Quang. Dương Thanh cũng muốn cho Thái Quang một con đường sống, nhưng anh ta lại lôi người thân của Trần Anh Hào ra để đe dọa nên Dương Thanh mới quyết định giết anh ta. Nhìn Thái Hữu Vi đang giận dữ, tuy Trần Anh Hào vô cùng căng thẳng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, hắn ta đáng chết. Hay cho câu hắn ta đáng chết, Thái Hữu Vi nén giận. Tuy ông ta rất muốn giết Trần Anh Hào để báo thù cho con nhưng vẫn hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ. Giờ chúng tôi đi được chưa? Thái Hữu Vi bỗng nhìn về phía Dương Thanh, lạnh lùng nói. Dương Thanh lắc đầu, muốn đi cũng được, nhưng gọi bố ông tới nói chuyện với tôi. Cậu đừng quá đáng, Thái Hữu Vi giận dữ hét. Bố ông ta là chủ gia tộc họ Thái. Với tình hình hiện giờ, nếu bố ông ta tới đây thật thì cũng không có khả năng thỏa hiệp. Dương Thanh thản nhiên nói, tôi cho các người nửa tiếng, sau nửa tiếng, nếu bố ông không tới đây thì tôi đành đích thân đến nhà họ Thái vậy, nhưng khi đó tôi không thể đảm bảo rằng hậu quả có nghiêm trọng hay không đâu. Dương Thanh nói rồi khoát tay, rút lui đi. Có mệnh lệnh từ Dương Thanh, 1.000 người kia lập tức rời đi chỉ trong thoáng chốc. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Thái Hữu Vi, tôi chờ ông ở đây, chỉ có nửa tiếng thôi đấy. Anh nói rồi quay người đi vào trong tiệm ăn, dường như không hề e ngại Thái Hữu Vi sẽ dẫn 100 người kia lao tới giết mình. Thái Hữu Vi cũng đang đấu tranh, ông ta cũng muốn ra tay với Dương Thanh lắm chứ. Nhưng Dương Thanh không hề có vẻ sợ hãi, hơn nữa anh có thể gọi 1.000 người tới đây trong 10 phút chỉ bằng một câu, ông ta không dám làm bừa. Chúng ta đi. Thái Hữu Vi cắn răng. Trong thoáng chốc, tiệm ăn họ Trần đông nghịt đã yên ắng trở lại. Dương Thanh, anh không sao chứ? Dương Thanh vừa về phòng riêng, Bàng Tiểu Duyệt đã bước lên đón, trên mặt còn có vẻ lo lắng. Dương Thanh lắc đầu,
bảo Trần Anh Hào, anh cử người đưa Tiểu Duyệt về đi. Tôi không đi. Nào ngờ Bàng Tiểu Duyệt lập tức lắc đầu từ chối, mắt đỏ hoe, tôi biết anh đang muốn đuổi tôi đi, chuyện hôm nay đều bắt nguồn từ tôi không thể đi được. Có phải nhà họ Thái không muốn hòa giải không? Hay tôi đi cầu xin nhà họ Thái tha cho anh nhé? Nghe thấy Bàng Tiểu Duyệt nói thế, Dương Thanh bỗng có cảm giác chiến thắng, rốt cuộc cô gái này cũng đoán sai rồi. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Thấy vẻ đắc ý trên mặt Dương Thanh, Bàng Tiểu Duyệt nhíu mày hỏi, nhưng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tuy cô ta nhận thấy vẻ nghiêm nghị và căng thẳng trên mặt Trần Anh Hào nhưng lại không thấy gì trong mắt Dương Thanh, chỉ có thể cảm nhận được anh đang rất bình tĩnh, vốn không coi nhà họ Thái ra gì. Cô cứ yên tâm, nhà họ Thái không làm gì được tôi đâu, bây giờ cô rời đi thì tôi mới không phải lo lắng nữa, còn nếu cô ở đây tiếp thì chỉ thành gánh nặng cho tôi thôi, Dương Thanh nói. Nghe thấy thế, Bàng Tiểu Duyệt rất thất vọng, cô ta nhìn Dương Thanh, biết anh đang nói thật, bèn đáp, được. Vậy tôi về trước đây. Dương Thanh gật đầu. Trần Anh Hào nhanh chóng sắp xếp người đưa Bàng Tiểu Duyệt và bạn gái mình về, sau thoáng chốc, trong phòng riêng chỉ còn Dương Thanh, Mã Siêu và Trần Anh Hào. Cậu Thanh, lần này cậu nhất định phải giúp tôi nhé. Tôi đã giết người nhà họ Thái, chắc chắn nhà họ Thái sẽ không dễ dàng tha cho tôi, Trần Anh Hào nói với vẻ sợ hãi. Dương Thanh hỏi, anh đang sợ à? Đúng là Trần Anh Hào sợ thật, nhưng cũng không dám thừa nhận, chỉ lắc đầu, có cậu Thanh ở đây, tôi còn sợ gì nữa? Nếu không sợ thì gọi người đi, sau đó yên tâm chờ tới lúc tiếp quản nhà họ Thái là được, Dương Thanh nói. Trần Anh Hào hơi sửng sốt, gọi người, cậu Thanh cần bao nhiêu người ạ? Dương Thanh hơi cạn lời, nếu cần gọi thêm người thật thì anh đã không bảo 1.000 người kia rời đi. Mã Siêu hơi không nhìn được nữa, cười sang sảng, anh Thanh đang bảo anh gọi người nắm quyền ở nhà họ Trần tới đây, hay anh có thể thay mặt nhà họ Trần để tiếp quản nhà họ Thái thế? Nghe Mã Siêu nói thế, Trần Anh Hào mới sực hiểu, vội đáp, ông nội tôi đã chuyển vị trí chủ gia tộc cho bố tôi vừa báo rồi, có lẽ ông ấy sẽ tới ngay thôi. Anh ta vừa dứt lời, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Sau khi mở cửa, Trần Anh Hào thấy một người trung niên đang đứng đó, đấy chính là Trần Hạo con trai Trần Hưng Hải. Bố, Trần Anh Hào chào rồi vội tránh đường. Cậu Thanh. Trần Hạo bước tới trước mặt Dương Thanh rồi cung kính nói. Dương Thanh gật nhẹ đầu, nếu ông chủ Trần đã định phát triển ở Yến Đô, chắc cũng có không ít người nhà họ Trần đang ở đây nhỉ. Thưa cậu Thanh, phần lớn người nhà họ Trần đã ở Yến Đô, sẵn sàng chờ lệnh từ cậu. Cậu Thanh có việc gì thì cứ dặn dò, Trần Hạo nói. Bảo người nhà họ Trần chuẩn bị sẵn sàng đi, Dương Thanh thản nhiên đáp. Vâng, Trần Hạo nói rồi vội đi lo liệu. Phía bên kia, Thái Hữu Vi đã dẫn người về nhà họ Thái. Bố, xảy ra chuyện lớn rồi. Thái Hữu Vi bấm số gọi, vội vàng nói. Có chuyện gì, Thái Hoàng hỏi ngay. Thái Hoàng là chủ gia tộc họ Thái, nắm giữ một nửa địa điểm giải trí ở Yến Đô. Thái Hữu Vi không dám chần chừ, nhanh chóng kể lại những chuyện vừa xảy ra. Bố, giờ chúng ta nên làm gì? Nó bảo bố đến nói chuyện với nó, chắc chắn nó sẽ giở trò chặt chém mất, Thái Hữu Vi căng thẳng hỏi. Thái Hoàng im lặng một lát rồi trầm giọng nói, nó có thể gọi được 1.000 người chỉ trong 10 phút, chắc chắn không phải người bình thường. Nếu nó muốn gặp bố thì bố đành phải đến thôi. Bố không thể đi. Rõ ràng đây là một cái bẫy, nếu bố đến đó, nếu nó định giết bố thì phải làm thế nào? Thái Hữu Vi cuống quýt nói, chỉ bằng bây giờ chúng ta gọi người tới tiệm ăn họ Trần giết nó đi. Nó gọi được 1.000 người thì sao chứ? Chắc chắn chúng ta có thể triệu tập được nhiều người hơn nó. Thái Hữu Vi nghiến răng nghiến lợi. Nếu không nắm chắc, nó sẽ thả con về ư. Thái Hoàng hừ lạnh, nó vốn không hề e ngại nhà họ Thái. Thái Hữu Vi vốn định tìm Thái Hoàng để nghĩ cách đối phó Dương Thanh. Bố thực sự muốn gặp nó sao? Thái Hữu Vi kinh ngạc hỏi. Thái Hoàng gật đầu, nghiêm giọng nói, chuyện này liên quan đến tồn vong của nhà họ Thái, bố không thể không đi. Không nghiêm trọng đến vậy đâu chứ.
Thái Hữu Vì bĩu môi hỏi. Nói ít thôi, bây giờ con mau dẫn Thái Văn đi cùng bố đến tiệm ăn họ Trần, Thái Hoàng cau mày nói. Dẫn theo bao nhiêu người ạ? Thái Hữu Vì lại hỏi. Dẫn người. Thái Hoàng cả giận nói, chúng ta đi xin lỗi, dẫn người đi là muốn chết hả? Thấy bố mình nổi giận, Thái Hữu Vì không dám hỏi thêm nữa, vội vàng đáp, vâng. Sau khi Thái Hữu Vì rời đi, Thái Hoàng đã bấm máy gọi một số đã lâu không liên lạc. Đối phương nhanh chóng nghe máy, giọng nói trầm thấp vang lên, nói. Nhà họ Thái gặp phiền phức rồi, Thái Hoàng nói. Ở đâu, lúc nào, đối phương hỏi. Thái Hoàng nhìn đồng hồ, Dương Thanh bảo ông ta tới trong vòng nửa tiếng, bây giờ đã là 15 phút, bèn nói, 15 phút sau, tiệm ăn họ Trần. Được. Đối phương vẫn đáp rất ngắn gọn rồi cúp máy. Trong phòng đế vương xa hoa nhất của tiệm ăn họ Trần. Anh Thanh định nắm chọn toàn bộ gia tộc đứng đầu Yến Đô đấy à? Mã Siêu cười hỏi. Dương Thanh lắc đầu, tôi chưa từng muốn nắm giữ bất kỳ gia tộc nào, đây chỉ là tự vệ mà thôi. Em thấy bây giờ chủ nhà họ Diệp là Diệp Mạn rất xem trọng chàng rể là anh, nghe nói bà ấy còn từng tuyên bố trước mặt mọi người sẽ giao nhà họ Diệp cho chị dâu. Mã Siêu cười nói, cả gia tộc Vũ Văn cũng sợ anh, nhà họ Hoàng cũng phải nghe theo lời anh. Bây giờ ít nhất có 3 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đứng về phe anh rồi. Nếu nhà họ Trần thay thế nhà họ Thái, lại có thực lực gần bằng 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, anh Thanh sẽ nắm được nửa giang sơn của Yến Đô vào tay. Dương Thanh cười ẩn ý nhìn Mã Siêu, sao tôi cảm thấy dạo này cuộc sống của cậu nhàn hạ quá vậy, lắm miệng hơn trước nhiều. Có cần tôi giao cho nhiệm vụ huấn luyện cường độ cao không? Nghe vậy, Mã Siêu sợ hãi vội đáp, anh Thanh bất giận. Tuy Dương Thanh và Mã Siêu rất thân thiết nhưng khi ở biên giới phía Bắc, Dương Thanh là huấn luyện viên ma quỷ nổi danh. Huấn luyện cường độ cao của anh có thể khiến người sống dở chết dở. Trần Anh Hào và Trần Hạo im lặng ngồi cạnh lắng nghe, cả hai đều vô cùng kinh hãi. Nghe Dương Thanh và Mã Siêu nói chuyện, bọn họ biết được rất nhiều tin tức quan trọng. Trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô có nhà họ Diệp, nhà Vũ Văn và nhà họ Hoàng đều sợ Dương Thanh. Nhất là nhà họ Hoàng giờ đây đã nghe lời Dương Thanh răm tắp. Nếu tin này lộ ra ngoài, có lẽ sẽ làm rung chuyển cả Yến Đô. Hai bố con Trần Hạo và Trần Anh Hào vốn còn lo lắng nhà họ Thái, giờ đây không còn sợ gì nữa. 3 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đều đứng về phe Dương Thanh, một gia tộc có thế lực không bằng những gia tộc này có thể làm gì được. Nói đùa vậy thôi, nhưng huấn luyện không thể thiếu. Cậu biết Chiêu Châu không hề đơn giản, vẫn còn rất nhiều cao thủ đỉnh cao cậu không đánh lại, có lẽ đến cả tôi cũng chưa hẳn là đối thủ. Dương Thanh đột nhiên nghiêm túc nói. Giống như lúc trước gặp Kim Cương của Hiệp hội Võ thuật ở nhà họ Diệp. Ông ta là Tổng chi hội trưởng khu Chiêu Châu nhưng mới chỉ xếp thứ 3 trong Hiệp hội Võ thuật. Mà Mã Siêu lại đánh thua ông ta. Vậy thì cao thủ đứng thứ nhất, thứ hai của Hiệp hội Võ thuật còn mạnh đến mức nào? Mã Siêu vội vàng nói, anh Thanh, từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc, em chưa từng lơ là luyện tập. Dường như Dương Thanh cảm nhận được gì đó, bỗng nheo mắt lại, có lẽ hôm nay cậu có cơ hội luyện tay rồi. Anh vừa dứt lời, nhân viên phục vụ của tiệm ăn họ Trần đã chạy vào phòng, xếp Trần, người nhà họ Thái tới xin gặp. Trần Hạo vô thức nhìn sang Dương Thanh, thấy anh gật đầu mới ra lệnh, cho họ vào. Vâng. Nhân viên phục vụ nhanh chóng dẫn theo mấy người đi vào. Có tất cả 5 người. Ngoại trừ Thái Hữu Vi và Thái Văn mà Dương Thanh từng gặp còn có một lão già tóc trắng. Thái Văn được hai gã cao to lực lưỡng khiêng cáng tới. Sau khi đặt Thái Văn xuống, hai gã kia lập tức rời đi. Rõ ràng lão già tóc trắng này chính là chủ nhà họ Thái, Thái Hoàng. Cậu là cậu Thanh phải không? Thái Hoàng chủ động hỏi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn lão ta, cháu nội ông định động tay động chân với bạn tôi. Còn tuyên bố muốn làm nhục họ. Một thằng cháu trai khác của ông lấy người thân của anh Hào để uy hiếp anh ta. Con trai ông dẫn 100 người tới muốn dùng vũ lực nói lý, còn tuyên bố muốn đánh gãy tay chân tôi. Lúc này, Thái Hoàng ướt đẫm mồ hôi, không ngờ lại bị áp lực mãnh liệt trên người Dương Thanh chèn ép.
lão ta có ảo giác không thể chiến thắng được Dương Thanh. Lời anh nói càng khiến lão ta hoảng sợ bất an. Đồ chết tiệt, còn không mau quỳ xuống xin cậu Thanh tha cho cái mạng chó của chúng mày, Thái Hoàng gào lên. Thái Văn bị dọa toàn thân run lên, lập tức quỳ rạp xuống đất. Cậu Thanh, tôi sai rồi. Xin cậu cho tôi thêm một cơ hội, tôi không dám đắc tội cậu nữa đâu, Thái Văn vội vàng cầu xin. Cả mày nữa. Thái Hoàng tát vào mặt Thái Hữu Vi, giận dữ quát. Bấy giờ Thái Hữu Vi mới lấy lại tinh thần, không dám chậm trễ quỳ xuống, đỏ mắt nói, tại tôi có mắt như mù, đắc tội cậu Thanh. Xin cậu tha cho nhà họ Thái một con đường sống. Nếu mạng của tôi có thể đổi lấy sự an toàn cho nhà họ Thái, xin cậu cứ lấy. Dương Thanh mỉm cười nhìn hai người đang quỳ trên đất rồi nhìn sang Thái Hoàng, híp mắt nói, ông chủ Thái định giải quyết chuyện này thế nào? Thái Hoàng tức tốc lấy một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Dương Thanh, trong thẻ này có 1 tỷ coi như tiền bồi thường. Mong cậu Thanh nhận cho. Ý của ông chủ Thái là định dùng 1 tỷ để dàn xếp chuyện này sao? Dương Thanh cười híp mắt hỏi. Thái Hoàng cau mày, lại lấy thêm một cái thẻ ngân hàng nữa, 2 tỷ. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Ông chủ Thái nghĩ mạng của con trai và cháu trai mình chỉ đáng giá 2 tỷ thôi à? Dương Thanh híp mắt nói, vậy thì tôi cho ông 30 tỷ để mua mạng 3 đời nhà ông. Dứt lời, toàn thân Dương Thanh tỏa ra sát khí khủng bố. 3 người nhà họ Thái đều sợ ngây người, chỉ thấy toàn thân lạnh toát như bị thần chết để mắt tới. Cậu Thanh bất giận, 5 tỷ, tôi cho cậu 5 tỷ. Mong cậu tha cho chúng tôi 1 đường sống. Thái Hoàng vô cùng khiếp sợ, vội vàng xin xỏ. Nhưng Dương Thanh chỉ lắc đầu cười lạnh, tôi cho ông 10 tỷ để mua lại cả nhà họ Thái. Nghe vậy, Thái Hoàng chết lặng, tài lực của nhà họ Thái ít nhất cũng phải hàng 100 tỷ, Dương Thanh lại muốn dùng 10 tỷ đổi lấy nhà họ Thái trị giá 100 tỷ. Đây không phải mua bán mà là cướp đoạt. Đến cả Trần Hạo và Trần Anh Hào ở sau lưng Dương Thanh cũng sợ ngây người. Dùng số lẻ trong tổng tài sản của nhà họ Thái để mua lại nhà họ Thái. Nhưng nhà họ Thái có bán không? Cậu Thanh thật biết nói đùa. Thái Hoàng nổi giận đùng đùng nhưng vẫn phải cười gượng nói. Ông nghĩ tôi đang nói đùa với ông sao? Dương Thanh cười hỏi, Thái Hoàng chưa kịp lên tiếng anh đã hỏi tiếp, ông có tư cách để tôi nói đùa với ông sao? Nụ cười trên mặt Thái Hoàng lập tức cứng đờ. Lão ta vốn còn ôm ấp một tia hy vọng. Nhưng hiện giờ lão ta đã biết, Dương Thanh chẳng hề có ý định nói chuyện hẳn hoi với mình mà chỉ muốn chỉnh nhà họ Thái. Bố ơi, cậu ta khinh người quá đáng, Thái Hữu Vi trầm giọng nói. Thái Văn đang nằm trên cáng cứu thương cũng rất hối hận. Nói trắng ra, những gì nhà họ Thái gặp phải tuy do Thái Quang mà ra nhưng hắn ta cũng là đồng lõa. Hắn ta là người làm anh trai. Cũng là người thừa kế đời thứ 3 của nhà họ Thái, thế nhưng lại kiêu ngạo khinh người nên mới đắc tội Dương Thanh. Bây giờ đến cả ông nội cũng phải khúm núm xin lỗi trước mặt một người hơn 20 tuổi, cố tìm đường sống cho gia tộc. Cậu Thanh, mọi chuyện đều tại tôi dung túng em trai. Nếu không chúng tôi cũng không đắc tội cậu. Thái Văn cắn răng nói, em trai tôi đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Xin cậu Thanh giơ cao đánh khẽ. Nếu vẫn không chịu bỏ qua cho nhà họ Thái thì có thể giết tôi. Thái Văn. Thái Hữu Vi đỏ bừng mắt hét lên. Ông ta chỉ có 2 đứa con trai là Thái Văn và Thái Quang. Giờ Thái Quang đã chết, nếu Thái Văn cũng chết ông ta sẽ không còn ai nối dõi. Không chỉ vậy, bây giờ Thái Văn còn là cháu đích tôn duy nhất của cả gia tộc. Hắn ta mà chết thì nhà họ Thái sẽ tuyệt hậu. Bố ơi! Chúng ta liều với bọn họ đi, Thái Hữu Vi tức giận giống lên. Câm miệng. Thái Hoàng quát lớn, Thái Hữu Vi không cam lòng nhưng vẫn nghe lời ngậm miệng. Dương Thanh bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn Thái Hoàng. 10 tỷ. Thái Hoàng cắn răng nói, tôi cho cậu 10 tỷ, chúng ta bắt tay làm hòa. Dương Thanh bật cười, ông nghĩ tôi thiếu 10 tỷ đó sao? Dù thế nào tổng tài sản của nhà họ Thái cũng lên tới 100 tỷ. Cậu muốn dùng 10 tỷ mua lại nhà họ Thái là điều không thể, Thái Hoàng đáp. Đúng là nhà họ Thái có gia sản 100 tỷ nhưng cũng chỉ khi nhà họ Thái còn tồn tại. Nếu bị hủy diệt đừng nói là có 100 tỷ,
tôi còn có thể khiến các ông mắc nợ 100 tỷ đấy, ông tin không? Dương Thanh cười lạnh hỏi. Sắc mặt Thái Hoàng rất khó coi. Lão ta biết lời anh nói là sự thật. Một chàng trai trẻ có thể huy động 1.000 cao thủ chỉ trong 10 phút chắc chắn phải có lai lịch rất lớn. Thậm chí lão ta còn hoài nghi Dương Thanh là người của vương tộc và hoàng tộc. Nếu là thật, đúng là Dương Thanh có thể khiến nhà họ Thái mắc nợ 100 tỷ. Vậy là cậu Thanh quyết tâm dùng 10 tỷ mua lại nhà họ Thái rồi sao? Thái Hoàng hỏi. Mã Siêu không nhịn được nói chen vào, này ông già, 10 tỷ đủ cho mấy đời nhà ông sống tốt rồi. Tôi khuyên ông vẫn nên gặp tốt thì nhận đi, nếu không đến cả 10 tỷ cũng chẳng còn, ông hối hận không kịp đâu. Trần Hạo và Trần Anh Hào không dám xen vào. Nội dung cuộc đàm phán của Dương Thanh và Thái Hoàng quá khủng bố, bọn họ không có tư cách tham gia. Thái Hoàng đột nhiên nở nụ cười, cậu nghĩ có thể dễ dàng chiếm đoạt nhà họ Thái sao? Chẳng lẽ còn vấn đề gì nữa? Dương Thanh hỏi. Thái Hoàng lắc đầu, cậu đã tự tin như vậy, tôi cũng muốn chống mắt lên xem cậu diệt nhà họ Thái của tôi kiểu gì. Diệt đi thì tiếc lắm, tôi muốn chiếm cả nhà họ Thái cơ. Anh vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đạp ra, một người trung niên chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới. Thấy ông ta, Trần Hạo và Trần Anh Hào đều sợ ngây người, vô thức núp sau lưng Dương Thanh. Đến cả Mã Siêu cũng nghiêm túc hẳn lên, lập tức đứng dậy chuẩn bị ra tay. Cậu Tư, cuối cùng cậu cũng tới rồi, Thái Hoàng mỉm cười nhẹ nhõm. Cả căn phòng chỉ còn lại Dương Thanh vẫn tỏ ra bình tĩnh, không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của đối phương. Bởi vì anh đã cảm giác được ông ta từ vừa nãy, chỉ là bây giờ mới chịu xuất hiện. Danh con ngông cuồng dám chiếm đoạt gia tộc do Hiệp hội Võ thuật bồi dưỡng. Người đàn ông trung niên lạnh giọng quát. Thái Hoàng gọi ông ta là cậu Tư, ông ta lại nói nhà họ Thái là gia tộc do Hiệp hội Võ thuật bồi dưỡng. Thân phận của ông ta rất đặc biệt. Cao thủ xếp thứ tư của Hiệp hội Võ thuật, ở Tổng Chi hội khu Chiêu Châu có thực lực gần bằng Tổng Chi hội trưởng Kim Cương. Trần Hạo và Trần Anh Hào cũng biết tới sự tồn tại của Hiệp hội Võ thuật, cũng đã đoán được thân phận của đối phương, lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.